Anh vẫn được xem là một quốc gia có truyền thống hàng hải, với lực lượng hải quân khiến đối thủ phải nể sợ. Và với việc chế tạo tàu sân bay lớp Queen Elizabeth với chi phí hơn 3 tỷ bảng, chính là một nỗ lực lớn nhằm đưa Hải quân Hoàng gia Anh trở lại thời kỳ hoàng kim. HMS Queen Elizabeth có thể mang theo 40 máy bay các loại, gồm tối đa có 36 tiêm kích tàng hình F-35. Cấu hình triển khai trong thời bình, tàu sẽ mang theo 12 chiếc F-35B, 24 chiếc với cấu hình chiến đấu tiêu chuẩn cùng một số trực thăng. Cảm biến chính của tàu là radar quét mạng pha điện tử thụ động S-1850M, có khả năng theo dõi 1.000 mục tiêu ở cự ly 400 km. Radar giám sát không phận Type 997 Artisan có khả năng theo dõi 900 mục tiêu ở cự ly 200 km, phòng điều khiển tác chiến của tàu. Tàu sân bay Elizabeth có chiều dài 284m, rộng lớn nhất 73m, mớ nước 11m, lượng choán nước toàn tải 70.600 tấn. Tàu được trang bị 2 động cơ tuốc bin khí và 2 động cơ diesel với tổng công suất 61.687 mã lực. Tốc độ tối đa 29 hải lý mỗi giờ, dự trữ hành trình 10.000 hải lý. Bên trong tàu là hàng loạt hành lang có kích cỡ rất rộng rãi. Người ta có thể tìm thấy một bệnh viện, một nhà nguyện và 5 phòng ăn lớn đủ sức chứa tới 700 thủy thủ. Các phòng ngủ cực rộng là một sự xa xỉ khác hoàn toàn so với tiêu chuẩn thường thấy trên các chiến hạm. Nhìn bề ngoài, tàu lớp Queen Elizabeth có ngoại hình gồ ghề, nhiều góc cạnh nhọn. Việc này xảy ra một phần là do cách thức tàu được lắp ghép. Từng phần khác nhau của con tàu được chế tạo rải rác tại nhiều xưởng đóng tàu trên khắp nước Anh. Không giống nhiều tàu sân bay khác, tàu lớp Queen Elizabeth có hai hòn đảo hay tháp chỉ huy nằm trên boong tàu của nó. Tháp chỉ huy phía trước chứa hệ thống lái và định vị của tàu. Tháp chỉ huy phía sau là trung tâm kiểm soát bay. Cả hai tháp đều được lắp kính cỡ lớn, giúp người bên trong có thể nhìn rõ boong tàu trên cùng mà không bị cản tầm nhìn. Hải quân Hoàng gia Anh cho rằng việc có hai tháp chỉ huy riêng biệt sẽ cho phép con tàu tiếp tục hoạt động ngay cả trong tình huống một tháp bị hư hại hoặc hỏng hoàn toàn. Khác với tàu sân bay của Mỹ, lớp Nimitz và lớp Girard Air Force hay của Pháp, Charles de Gaulle, HMS Queen Elizabeth không sử dụng động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân mà sử dụng động cơ diesel. Tàu sân bay của Anh cũng không được trang bị các máy phóng máy bay bằng điện từ. Mặt boong của HMS Queen Elizabeth được vắt cong lên ở đầu tàu để tạo lực cho máy bay cất cánh, giống như các tàu sân bay của Nga và Trung Quốc.